này em cũng về hai cây đố quyển hoàn trắng các bạn, cây cây nhỏ nha, cây cây này có giá là 270 nhá. Cái này có ba cây, ba cây có lá, ba cây tươi, ba cây đang lên, 270 nhá, không bao xin nha các bác nhé. Đấy, cái này có giá là 250 nhá. Cái này với cái kia cũng như nhau nhưng mà cái này không có những cái cây con nhá, chỉ có nó vừa mới mọc này, ba cây nhá. Do trời nó cũng sắp tối nên nó hơi tối, cũng đẹp như nhau các bác ạ, cao như nhau hết nhé. Cái này thì cao tầm 60, hai ba ba gram thì 60. Đây. Một cái cây nhỏ này thì có giá là cây nhỏ này thì có giá là 120k. Đấy, 120k là không bao ship nha các bác nhé. Cái cây nhỏ này có giá là 120k. Đấy. 120k cho cái cây nhỏ này nhá. Bắt đầu sưu tầm thì cứ nhắn em nhá. Em sẽ để số điện thoại trên tiêu đề. Do trời về muộn, trời mưa nữa thì hơi tối nhá. Trên rừng này thì trời mưa giông nha các bác ạ.